huấn luyện viên Anna Stenbock đưa Ronaldo lên tận mây xanh sau màn hủy diệt 8-0. Anna đang trong chuỗi 3 trận thắng, ghi 14 bàn và chỉ thủng lưới một lần. Trong đó, siêu sao Bồ Đào Nha ghi tới Ronaldo chiếm 50% thông số đội bóng. Trong trận thắng đội Abchot bảng Abha, anh lập hat-trick thứ 2 liên tiếp và giúp đồng đội ghi 2 bàn, dù chỉ chơi hiệp 1. 3 bàn của Ronaldo đều được ghi từ ngoài cấm địa, trong đó có 2 cú sút phạt hàng rào. Sau trận, thủ môn Cyprian Tatarusanu bị chê trách vì để thủng lưới tới 8 lần, trong đó có 2 sai lầm dẫn tới bàn thắng cho Ronaldo. Cựu thủ môn tuyển Ả Rập Saudi Mohamed Al-Diyer nói nếu Abha chơi không có thủ môn, có lẽ họ sẽ làm tốt hơn. Còn cựu tiền đạo Ai Cập Ahmed Mido bình luận Tatarusanu đã quá chủ quan khi lao ra ở bàn thứ 3 của Ronaldo để đối thủ tâng bóng qua đầu. Ronaldo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn 29 lẫn kiến tạo 10 ở Saudi Pro League mùa này. Nhưng theo SofaScore, Ronaldo được chấm 8,01 điểm cho màn trình diễn từ đầu mùa, vẫn sau đồng đội Anderson Talisca 8,06 điểm. Ronaldo đã ghi 56 bàn trong 60 trận cho Al-Nassr, trung bình hầu như trận nào anh cũng ghi bàn. Tuy nhiên, đội đã bị Al-Ain UAE loại ở tứ kết AFC Champions League và không còn nhiều hy vọng vô địch Saudi League. Mục tiêu của Al-Nassr hiện là King Cup và Siêu Cup Saudi khi họ đều đã vào đến bán kết. Ronaldo và đồng đội sẽ gặp đội đang thắng 31 trận liên tiếp Al-Hilal ở bán kết Siêu Cup tối ngày 8 tháng 4, nhưng trước đó 3 ngày họ sẽ gặp Damac tại Saudi League. Huấn luyện viên Castro nói rằng ông có thể sẽ cất nhiều trụ cột ở trận gặp Damac để giữ sức chặn chuỗi thắng kỷ lục của Al-Hilal.